kia là đang mưa. Bên này không mưa, bên kia đang mưa. Hôm nay cuối tuần cả nhà mình có kế hoạch gì hay hay không? Ơi, sao? Ồ, cái hộp đẹp, con hộp hộp đẹp kìa. Trời đẹp, trời đẹp quá. Ui, từng lên lần lên lần lên lần lên lần lên. Này, giang hồ cá đi ăn chợ cá. Lát tới nơi sẽ quay cho cả nhà xem ăn chợ cá lại. Nói đùa chứ thiệt. Hôm nay có ông anh cùng với em rủ về quê đang đám dỗ. Nhưng mà sáng nó đẻ hồi sáng đi. Nhưng mà đứa con gái nó bệnh tâm bệnh. Đứa con gái nó bệnh. Đứa con gái lớn. Đứa con gái lớn. Đứa lớn cái nhỏ là nhà ba đứa gái là của mình là trai à. Từ từ mình cũng bị nhiễm sắc thể luôn. Giờ cũng là nửa nam nửa nữ luôn. Mà hiện tại giờ cái điều quan trọng nhất là mới đi bơi lên xong là 5 giờ 10 phút mà kẹt xe về đói gần chết vậy. Mà hứa với anh trai cái gì tính à. Hứa với mọi người là từ bên quận 9 về tới Bình Thạnh là nửa tiếng. Sao ông ơi, này mới bắt đầu ấy quận 2 ông ơi. Thì đó là quận 2 nè, quận 2 gần sát bên quận 9. Về là Bình Thạnh. Trời đẹp quá nè mọi người. Hứa trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nó nếu mà không nửa tiếng sẽ phạt. Trời đẹp quá, trời đẹp quá. Alo, xin chào cả nhà. Trời đẹp quá. Hôm nay trời đẹp quá. Cho anh hôn vào má. Trời này đẹp quá trời. Ôi, bầu trời này đẹp quá trời. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Cá nhắc sao bài hát gì ti hát cho ba nghe cái bài gì ti qua nè. À đúng rồi, ti nhắc đi. Ở nhà ông lo cơm nước, tôi đi công chuyện tôi về. Được rồi, ok vợ yêu. À giỏi gì nữa ti? Cứ để anh lo hết mà. Đường hồng đi chơi trốn bà về không thấy mặt đâu. Là coi chừng mong bầm tím 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 xe. Bà sao bà bài hát của bà ăn cái gì không? Đó được rồi, ok vợ yêu. Cứ để anh lo hết mà. Đừng hòng đi chơi chốn bà về không thấy mặt đâu. Bà coi chừng mong bầm tím nha 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 nha. Ồ, kẹt xe quá rồi. Bỏ phong báo này là cho thêm 10 phút nữa đi. Dưới 1 tiếng là được. Sáng giờ mình không dám ăn, mình đói. Nhà cái sao? Tại vì biết là hôm nay đám dỗ mang đáng lẽ là đi là được 2 mâm. Nhưng mà cuối cùng không đi. Là cũng sắp về 2 mâm. Sắp về 2 mâm luôn. Thì chút xíu nữa mình sẽ coi 2 mâm đó là 2 mâm như thế nào ha, chỗ nhà xem nha. Từ sáng giờ đâu dám ăn đâu. Đợi để đem về ăn. Mọi người lên xe như này. Đúng ghê không? Hết kẹt không ơi? Mà không nghe. Em đã nước miếng luôn. Đúng. Đừng là con áp vợ yêu. Cứ để ăn lo hết mà. Đừng hòng đi chơi trốn bà về không thấy mặt đâu. Là cô ấy chừng mong dập đất. Xe nè. Cái xe hả? Đúng đẹp. Trời đẹp cực kỳ luôn, cái đây là quay ngược, trời đẹp quá trời. Ok. Quay ngược thời gian bắt đầu về bán rồi nè. Đi tiên hai chị qua hát mày đi tiên. Rồi. Lấy đi công chuyện. Thôi gì hát cái gì ở trên gì đó, cái vỏ trên bàn đi. Em thấy cái túi ở trên bàn tự nhiên nó rớt. Chị hiểu không? Rồi sao nữa? Chỉ lệnh lên thôi, em không có lấy của chị hiểu không? Tại sao chị nói em là cái đồ đi bán chôm chôm? Là bấm sinh ra một bờ môi bấm tơ. Còn sao nữa? Mi giọng dễ thương quá Mi ơi.
hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chắc là sao làm vậy? Vậy giống thôi. Như là bệnh nghề nghiệp rồi nghe. Hay đi quay phim đó, lúc mà mình quay lại nhanh quá thì áp lực, thì công việc thì áp lực như của nhà sản xuất, cho nên chỉ đi không có thời gian để mà học nội thì quay salon thì không bị bệnh nghề nghiệp. Và khi mà mình có người nhắc là mình nói công chuyện tối về đừng rồi, ok vợ yêu cứ để anh lo hết mà đừng học đi chơi trốn bà về không thấy mặt đâu là coi chừng mong bằng tím 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 ở nhà ông lo cơm nước đôi khi công chuyện tối về được rồi, ok vợ yêu cứ để anh lo hết mà đường hồng đi chơi trốn bà về không thấy mặt đâu là con sùng phong bằng tím 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 tím. Em thấy cái túi ở trên bàn đường nó rớt, chị hiểu không? Chị hiểu không? Em đâu có lấy cái túi của chị đâu. Hả? Quay mặt luôn hả? Hello cả nhà. Ngày cuối tuần nhà chở nhà đi vào. Bây giờ kẹt xe quá chừng. Mong bầm tim nha. Đồng đi chơi chống bà. Qua mặt luôn hả? Ok, anh chỉ đi qua mặt luôn. Bà công an bắt sao? Hả? Nhà thấy không? Ai làm chứ chị Đại ngồi chỉnh trệ ha. Không. Chị Đại của nhà giang hồ sợ cá. Chào cả nhà. Chị nhìn chiếu cái gì sắp xếp cho. Chị Đại, cái cặp giò chị Đại ra không? Cặp giò như vậy. Dài. Dài 3 mét mấy. Dài tới đất là vô. Còn dưới sau đó thêm 2 chị Đại nữa kìa. Nó thêm 2 chị Đại dưới sau nữa. Nhà toàn chị Đại không? Lâu cuối tuần được anh giang hồ cá dẫn đi chơi. Ôi cái giày đeo kiến đẹp quá trời, mới mua tặng đó. Mấy trăm đô luôn. Bây giờ tặng gì nói gì vậy? Che rồi sao? Thôi con kia chứ sexy. Sexy lady đi. Đó, chị Đại nhà đó, chị Đại nhà này đó. Bởi vì cái mặt tôi thấy trong phim em nó làm đại ca ghê gớm lắm. Chứ nhà làm ba chị Đại này là tiêu thời. Chị đang nhắn tin cho bộ nhí á. Xàm quá. Nữa. Kiểu này bị bệnh. Thấy không? Chị sao? Mấy chị Đại chị sao? Ơi chị Đại ơi! Đó chị Đại. Quên đeo tai nghe rồi, anh có tai nghe không? Chị Đại chị. Stop it! Quỳ suốt ngày qua đây rửa xe. Suốt ngày nó qua đây là rửa xe à, lạ thiệt. Làm cái gì? Xuống xe. Trời ơi, nay rửa xe. Trời ơi kìa. Cái hàng chi mua bão quá trời luôn. Mình tính rồi, con có món gì đây? Hả? À.
Hello con trai. Hello con gái. Chủ nhà anh đẹp trai đâu rồi? Ôi trời ơi, trời ơi, hello con. Thảo đâu rồi ta? Bây giờ mình sẽ xem đồ ăn có như gì nha. Đó. Nè đồ ăn chờ đợi nãy giờ này là gì nè? À, cà ri gà, thịt heo bánh khỏi hả? Còn đây là cái gì? À, vịt nấu chao, đây là khỏi gà. Món này đặc sản ở trên gì đó? À, chả mài. Đây, ui, ngon quá. Không còn ai hết. Bia bọt. Nhớ không? Thời gian chuẩn bị. Bạn ơi, chúc cái nhà của tụi mình dễ nha. Chúc mình ngon miệng nha. Ôi, trời ơi, anh đẹp trai. Chị mang đẹp trai nữa. Trời ơi, anh đẹp trai không à. Trời ơi. Mày ông chủ nhà ông lấy nè, đâu có nhiêu đâu. 6 thùng. 4 thùng với 2 thùng này. Trời ơi. Mà có 4 người à? Nói gì nói chứ. Nãy giờ đợi anh chủ nhà về, giờ anh về anh đi cất xe giờ anh về. Đó, anh đâu có ác đâu, đất ác lắm cuối tuần mình tới ăn ké. Ăn ké mà vậy đó. Đó, đây nè, đó, chỉ có 4 anh thôi. 4 anh mà 6 thùng. Thì anh cho thêm 8 thùng con nữa nè. Con mấy mấy tuổi con đang chị Đại. Nó chị Đại đem bún ra. Cũng anh là 6 thùng. Còn đây là cá bò. Ôi món chết người không à. Cái này là ở ngoài quê gỡ vô chứ mà mua ở đây đâu đó. Ngon. Cá bò không? Anh này thấy nhỏ con với người ổng được 3 thùng. Thấy bụng mình nhỏ với vô nhất phải 3 thùng. Thôi giờ anh em chuẩn bị nhậu ra cho ba cả nhà nha. Ờ, cái này nè.